Từ ngày mai 14 tháng 2, gần 1 triệu trẻ mầm non và tiểu học cùng khối 6 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến trường sau một kỳ học trực tuyến. Với học sinh mầm non, rất nhiều phụ huynh và giáo viên quan tâm tới hoạt động bán trú bởi đây là đối tượng học sinh nhỏ tuổi nhất, công tác phòng dịch phải được đặt lên hàng đầu. Hiện các trường mầm non đã hoàn tất công tác chuẩn bị, trong đó chú trọng phân luồng từ cổng vào đến bàn ăn, đảm bảo giãn cách, vệ sinh trong quy trình học, ăn, ngủ. 150 trẻ tương đương với 50% số học sinh tại trường mầm non này đã đăng ký trở lại trường từ ngày mai 14 tháng 2. Vì thế nhà trường đã phải chuẩn bị bếp ăn từ cả tuần nay. Chén bát là khi mình vô cho các con ăn thì mình phải vệ sinh hết, rửa rồi mình đụng nước sôi đồ này kia hết, không có sơ chế đâu, thật là kỹ. Bây giờ thí dụ như lúc trước các con ngồi một bàn 6 bạn thì bây giờ mình giữ khoảng cách thì một bàn có thể là 4 bạn. Giường chiếu hay là tất cả những cái đồ dùng của con ấy là được tẩy rửa và rất là sạch sẽ. Vì sau một cái thời gian dài ấy là chúng ta phải làm cho thật sạch để cho đảm bảo cái sức đề kháng của con. Vì cái giai đoạn này sức đề kháng của các con là quan trọng nhất. Còn tại trường mầm non này đã có đến gần 480 trẻ trên 500 trẻ chắc chắn sẽ đến trường. Bên cạnh các công tác khử khuẩn vệ sinh, nhà trường cũng dành riêng 3 phòng cách ly riêng cho các bé nam và nữ đề phòng trường hợp có ca nhiễm. Ngoài ra, trong thực đơn bán trú sẽ tăng cường dinh dưỡng để tăng cường hệ miễn dịch cho các em. Nhà trường có tăng cường thêm cái lượng trái cây. Và thay vì lúc trước là cho trẻ ăn trái cây sau cái giờ ăn trưa, thì bây giờ nhà trường tăng cái lượng nước cam, nước chanh, vitamin C nửa buổi cho trẻ. Sau 9 tháng thầy và trò bậc mầm non phải tạm dừng đến trường, nhiều trường đã phải giải thể. Không ít trường rơi vào cảnh kiệt quệ, nhiều giáo viên mầm non phải bỏ việc chuyển nghề kiếm sống. Vì thế khi mở lại trường học, nhiều trường vẫn đang gặp khó khăn trong công tác sắp xếp nhân lực, đặc biệt là giáo viên. Lúc này các trường đang tích cực vận động giáo viên trở lại hoặc sẽ tuyển dụng mới để đảm bảo nhân lực đón trẻ. Càng gần ngày rằm tháng giêng, nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của người dân càng gia tăng. Các đền chùa cũng đã bắt đầu mở cửa trở lại để phục vụ du khách tham quan và người dân đến bái lễ. Công tác kiểm soát tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại đây càng phải đảm bảo nghiêm ngặt. Ghi nhận tại một số điểm di tích thắng cảnh những ngày đầu năm. Phủ Tây Hồ Hà Nội những ngày đầu tháng giêng, một khung cảnh vắng vẻ tĩnh lặng, không chen chúc xô bồ, khác hẳn với mọi năm. Phủ được mở cửa từ ngày 9 tháng 2. Tuy nhiên do tâm lý e ngại dịch bệnh, lượng du khách đến đây hành lễ đã giảm đáng kể. Đối với cái lượng khách đến lễ ở trung năm nay thì rất vắng. Nếu so với người trước ấy, thì chỉ bằng 1/10 thôi. Đối với ban quản lý di tích chúng tôi thì cũng thường xuyên là nhắc nhở khách là mọi người nên đeo khẩu trang và khi vào lễ là cách ly mỗi người từ 1 đến 2 mét. Lượng du khách dù giảm nhưng không thể chủ quan, Ủy ban Nhân dân phường Quảng An đã lên kế hoạch bố trí lực lượng chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống du khách có thể tăng đột biến vào ngày rằm tháng giêng sắp tới. Khi mà xảy ra đông người thì chúng tôi sẽ tiến hành đóng cửa phủ để đảm bảo giãn cách, sẽ đóng cửa từ ngã tư, từ phía ngoài để giãn cách từ xa. Chúng tôi phân công các lực lượng thì tiến hành tuyên truyền loa đài để đảm bảo giãn cách và thực hiện 5K, bố trí sát khuẩn không để ùn ứ trong cái khu vực này. Ở các điểm hành lễ khác, việc đảm bảo phòng dịch những ngày gần rằm tháng giêng cũng được chú trọng, như tại đền Cây Khế, quận Cầu Giấy, Hà Nội, lượng người vào lễ chỉ giới hạn dưới 10 người một lượt và tất cả đều phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng dịch. Mọi người đến lễ đều là tuân thủ những cái phòng chống dịch. Đấy, cơ bản nhất đó là quét mã QR này, rồi là đo thân nhiệt này, giữ khoảng cách này, đeo khẩu trang này, rửa tay sát khuẩn. Những điểm thu hút du khách hành hương vào dịp đầu năm như đền Bà Chúa Kho cũng đã được mở cửa trở lại, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân, nhưng mỗi lượt vào lễ sẽ không vượt quá 30 người. Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở và phân luồng giao thông, hạn chế tối đa tình trạng tập trung đông người, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn dịch bệnh. Vụ muối đầu năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong năm nay đang được triển khai khẩn trương. Giá muối hiện ở mức thấp từ 850 đến 1.000 đồng một kg, trong khi giá xăng dầu và nhân công cùng các chi phí khác tăng cao khiến cho người làm muối ở Bà Rịa Vũng Tàu không khỏi lo âu. Thông thường vụ sản xuất muối bắt đầu vào cuối năm, nhưng do mưa kết thúc muộn nên diêm dân Bà Rịa Vũng Tàu cũng bắt đầu vụ muối chậm hơn gần một tháng vào đầu năm 2022.
trên đồng muối xã An Ngãi, huyện Long Điền, dù đang bước vào vụ sản xuất chính nhưng không khí khá ảm đạm. Giá muối thấp trong khi giá xăng dầu, nhân công, chi phí khác đều tăng cao, khiến người làm muối không mấy mặn mà sản xuất muối. Ông Thuyết có 5.000 m2 sản xuất muối trải bạt. Với giá bán 1.000 đồng 1 kg, sau khi trừ chi phí, ông lãi khoảng 40 triệu đồng. Phải thuê ruộng để sản xuất, với ông Thuyết, mức lãi này chẳng đáng là bao, nhất là khi giá thuê lao động tăng 20% và đầu năm nay lên đến 250.000 đồng một công. Cái giá hiện nay người dân ta không thích hợp. Bản thân của tôi thì cũng xin phép nhà nước chuyển đổi với những phần ruộng mà nó kém hiệu quả sang qua nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Thì do cái giá nhân công nó thứ nhất là nó hơi cao, rồi thứ hai nữa là nhân công nó thiếu. Gắn bó hơn 20 năm với nghề muối, ông Nguyễn Minh Chánh ở phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa phải tận dụng nhân lực trong gia đình mới, mong có lãi sau mỗi lứa thu hoạch muối. Niên vụ muối 2021-2022, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sản xuất trên 580 ha, trong đó diện tích muối thô là 536 ha, diện tích muối trải bạt hơn 44 ha. Muối sản xuất tập trung ở huyện Long Điền, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Nói chung là đa số là muối bạc nhờ công ở nhà nhiều. Còn nếu mà làm muối đất thì phải công lũ, mướn. Nhưng mà giờ mướn giá rất là cao. Nếu chú ruộng mà mướn hết thì chẳng còn bao nhiêu hết. Trước những khó khăn mà nghề làm muối đang đối mặt, ngành nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đang nỗ lực hỗ trợ diêm dân tìm đầu ra, đồng thời xây dựng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, tiêu thụ muối, tăng cường mối liên kết với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ muối. Ngành nông nghiệp cũng khuyến khích diêm dân sản xuất chế biến các loại muối sạch chất lượng cao để nâng giá trị sản phẩm, tạo thêm cơ hội đầu ra cho muối Bà Rịa Vũng Tàu. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp lại hoạt động của các bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn. Theo Sở Y tế thành phố, số ca mắc COVID-19 tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố hiện đã giảm xuống dưới 1.000 ca một ngày. Ngày 11 tháng 2 là 636 ca, số ca nặng và tử vong cũng liên tục giảm sâu. Do đó, Sở đề xuất tiếp tục duy trì hoạt động của bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 13, 14, 16 và sẽ ngưng hoạt động các bệnh viện dã chiến số 6, số 8, 12 vì không còn bệnh nhân. Bên cạnh đó, cùng với việc đã hoàn thành sứ mệnh điều trị bệnh nhân COVID-19, nhiều bệnh viện như Phạm Ngọc Thạch, Trương Vương, An Bình cũng đã phục hồi lại công năng khám chữa bệnh thông thường như trước khi chưa có dịch. Trong đó có việc thành lập các khoa và đơn vị mới chuyên điều trị COVID-19. Riêng bệnh viện hồi sức COVID-19 đóng tại Bệnh viện Ung Biếu cơ sở 2 chỉ còn 19 bệnh nhân nội trú. Tính đến ngày 10 tháng 2, trước tình hình trên, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã có kiến nghị Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố về việc giải thể bệnh viện này. Dù nhiều bệnh viện giải tán, ngừng tiếp nhận COVID-19, nhưng đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ sẵn sàng kích hoạt lại các bệnh viện điều trị COVID-19 trong vòng 24 giờ nếu cần thiết.